Còn đây là 8 món ăn chơi khác thể hiện chúng ta chưa phù hợp. À, 8 món ăn chơi khác thể hiện chúng ta chưa phù hợp. Ở đây có một cái bức hình. Bức hình là cha mẹ như là cái máy bay trực thăng á, helicopter á, nhìn xuống soi cái đứa con thiếu cái gì thì đưa cho nó cái đó, thiếu cái gì đưa, đói hả cho nó bú, cần lau miệng đưa cho nó khăn giấy, cần băng bó chơi chảy máu và đưa cho nó 3 cái đồ băng bó. Tức là nó cần cái gì là cha mẹ dí cho nó ngay. Thì đây là điển hình của cha mẹ không phù hợp. Cha mẹ này làm cho đứa con cả đời thành một con gà công nghiệp đúng nghĩa. Không bao giờ thành con gà rừng được. Không trưởng thành được. To cái xác ra. Trắng trẻo, mũm mĩm, dễ thương. Nhưng vĩnh viễn là một con gà công nghiệp. À. Đặc thù của những cha mẹ này là trong đầu hay có một cái suy nghĩ này. Không có tôi thì sao nó làm được. Đi đâu đó 2-3 hôm mà không có tôi về nhà thì làm sao mà nó biết nấu ăn nhỉ? Không có tôi thì làm sao bố con của tụi nó lo được nhỉ? Đấy, cứ những cái suy nghĩ đó là những suy nghĩ dại dột đấy, suy nghĩ không phù hợp đấy. Người ta đâu có biết là không có mợ thì chợ nó vẫn đông đâu. Những bạn nào mà theo đạo Phật á, nghiên cứu về đạo Phật á, các bạn sẽ thấy nó có một nguyên lý rất hay gọi là nguyên lý vô thường. Đời vốn là vô thường, có sinh thì phải có diệt. Một ngày đẹp trời các bạn bị diệt đi, tức là các bạn có sinh phải có tử. Đâu có ai biết trước được ngày mai điều gì xảy ra đâu, đúng không? Vậy lỡ các bạn bị sinh rồi, được sinh ra rồi, rồi tự nhiên các bạn bị diệt đi vào ngày mai và ngày mốt. Tôi khẳng định con cái của các bạn vẫn trưởng thành như thường. Coi chừng nó trưởng thành tốt hơn cách chúng ta chăm sóc. Cách chúng ta luôn luôn suy nghĩ không có tôi thì làm sao mà nó lo được công việc. Làm sao mà nó biết chăm sóc chính nó. Làm sao nó biết bộ đồ nó lấy ở đâu. Trời ơi, ngây thơ, mình ngây thơ đó. Nếu coi trẻ là ly thủy tinh, mong manh, dễ thương, dễ tổn thương thì chưa phù hợp với giáo dục. Phụ huynh này chưa biết cách giáo dục. Trẻ không phải là ly thủy tinh. Không phải là mong manh, dễ thương, dễ vỡ, phải vậy. Trẻ là một đối tượng để chúng ta có ý thức rèn và dạy trẻ. Phải hiểu, trẻ là một đối tượng để chúng ta biết cách dạy trẻ và biết cách rèn trẻ. Chứ không phải là một ly thủy tinh mong manh và dễ vỡ, rồi dễ thương để ôm nó vào lòng. Nếu coi trẻ là gấu bông trắng trẻo, sạch sẽ, ôm ấp, thơm tho, ngoan ngoãn thì chưa phù hợp. Cứ nuôi cho nó béo tốt như con gấu bông rồi ôm ấp buổi tối, thơm nó bên má bên này, thơm nó má bên kia, mỗi lần nó chạy về ôm mình sướng lắm. Đi đón nó từ trường về, nó nhảy lên nó ôm mình sướng lắm. Thôi có, đó là cuộc đời mình là nhất rồi. Đấy, thì cả cuộc đời nó sẽ là gấu bông trắng trẻo mũm mĩm. Rồi mình giết cuộc đời của nó mà mình không nhận ra. Nuôi trẻ thật sung sướng là chưa phù hợp. Vì các bạn biết sung sướng là từ thương yêu nó biến thành thương hại đấy. Cứ thuận lợi dễ dàng, sung sướng nhiều vào, rồi ỷ lại sẽ khởi sinh, lười biếng sẽ khởi sinh, nhân quả thôi. Cha mẹ thích làm hộ con, thương sai cách. Các bạn thấy chưa? Đi ngược lại với cái câu nói nổi tiếng của bà Maria Montessori. Cái gì trẻ làm được hãy để trẻ tự làm, dứt khoát không làm hộ. Thì ở đây cha mẹ thích làm hộ con, lại lấy lý do là mình thương con. Có biết là thương con sai cách bằng 10 hại con đâu. Bắt con học đủ thứ theo ý thích của ba mẹ. Bắt con học đủ thứ theo ý thích của ba mẹ. Kỳ vọng quá nhiều. Đây là một căn bệnh trầm kha của các phụ huynh sĩ diện. Bệnh trầm kha của các phụ huynh sĩ diện, nhiều kỳ vọng. Bắt con học đủ thứ. Đặc biệt con của các bạn mà lỡ hơi thông minh thành cái kiểu thần đồng thì các bạn sẽ giết chết cuộc đời của con mình rất nhanh. Các bạn lên trên Google mà search cuộc đời của các thần đồng đi về đâu, enter, các bạn sẽ thấy một số liệu khủng khiếp xảy ra là khoảng 70-80% đều rất tệ hại về sau. Rất ít các thần đồng về sau thành tài được các bạn nhé.
70-80% là nó cứ lụi bại dần và thậm chí nó trở thành kẻ giết người luôn. Vì sao? Vì ba mẹ quá kỳ vọng vào con, đặt hết áp lực vào con và nó sinh ra trầm cảm, sinh ra mệt mỏi và thậm chí giết ngược lại mẹ nó để nó thoát khỏi móng vuốt của mẹ nó. Đó. Nên chúng ta bắt con học đủ thứ theo ý thích của ba mẹ là tai họa đấy nhé. Trong kinh điển Đức Phật nói cái này khá kỹ này. Chúng sinh là chủ của nghiệp và chúng sinh cũng là thừa tự của nghiệp. Chủ của nghiệp tức là chúng ta được quyền ra quyết định ngay bây giờ và ở đây. Các bạn có được quyền quyết định là ngồi nghe nữa hay không nghe nữa là chuyện của các bạn. Thì đấy là chủ của nghiệp. Cái nghiệp đó, cái quyết định đó là một nghiệp, ý nghiệp đấy. Nhưng chúng ta cũng là thừa tự của nghiệp, tức là chúng ta có biệt nghiệp riêng. Biệt nghiệp riêng nhiều đời nó tích lũy rồi và đến bây giờ nó đẩy thành xu hướng dòng chảy cuộc đời của mình. Thành tính cách của mình, thành số phận của mình đấy. Thì cái này nó gọi là biệt nghiệp. Yeah. Và khi chúng ta sinh cái đứa con ra thì nó có biệt nghiệp của nó. Nó ở với mình là nó cộng nghiệp thôi, còn biệt nghiệp nó mới dày. Cộng nghiệp có mười mấy, 20 năm chả ăn thua gì đâu. Còn biệt nghiệp của nó không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp nó tích lũy rồi. Vậy mà chúng ta lại đòi dùng cái cộng nghiệp này để chi phối đời của con mình. Ngây thơ. Ngây thơ. Nó phải có biệt nghiệp riêng của nó. Mình phải tôn trọng cái biệt nghiệp đó. Nha. Nói theo cái ngôn ngữ hiện đại là chúng ta phải tôn trọng sự khác biệt của từng cá thể. Nói theo ngôn ngữ hiện đại đó. Chúng ta hãy tôn trọng sự khác biệt của từng cá nhân. Và không có cá nhân nào giống tuyệt đối cá nhân nào cả. Đó. Còn trong kinh điển thì Đức Phật nói cái đó là biệt nghiệp. Còn cái mà chúng ta giống nhau, cái đó là cộng nghiệp. Đó. Rồi, trẻ phải đạt thành tích, phải điểm cao là chưa phù hợp. Đây là bệnh thành tích này nha. Bệnh thành tích này cũng là căn bệnh trầm kha của giáo dục Việt Nam. Thì Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn mới lên nói câu tôi rất thích. Học thật, điểm thật, làm thật, thi thật, hay vô cùng. Không biết bác có làm được không, nhưng bác nói câu đó, bác dám nói câu đó, tôi thích gì đó. Học là phải học thật, thi phải thi thật, rồi công chức mình đi làm phải đi làm thật. Chứ còn học giả, học thì dốt mà vẫn cứ được lên lớp là học giả gì nữa. Để thi thì điểm cũng nó phải nâng lên để đạt thành tích cao, thi cũng giả. Rồi giáo viên là cái người đi dạy, là người đi làm, nên thành ra làm giả. Rồi rồi, thành một đống tự huyễn hoặc với nhau, nguy hiểm không? Đấy. Nên cái chữ thật của Bộ trưởng Giáo dục mới rất hay đấy nhé. À. Cha mẹ lười tự học, lười đọc sách, lười phát triển bản thân mà lại đòi hỏi con phải tự học, con phải tự đọc sách, con phải tự giác làm việc. Đây là câu hỏi muôn thuở của vô số phụ huynh. Phụ huynh bị bệnh này rất nhiều. Bản thân chính chúng ta thì lười học phát triển bản thân, lười đọc sách, công việc ở cơ quan thì cũng chẳng tự giác gì. Nhưng về đến nhà thì lại kỳ vọng đứa con của mình phải tự học, phải tự đọc sách, phải tự giác làm việc nhà. Không có chuyện đó. Mình chưa rèn xong thì mình không biết cách rèn con mình đâu. Mình cứ hy vọng hão huyền thôi. Nhá. Cha mẹ hay nói lời đay nghiến, khó chịu, đòi hỏi. Khi các bạn hơi nhăn cái trán lại, hơi nheo cái mắt lại, miệng hơi nghiến cái răng lại. Ta nói mày có nghe không? Mẹ nói con có nghe không? Mẹ thương con đấy nha. Không lo đi bán vé số nha. Đó. Tức là chúng ta nói những lời đay nghiến khó chịu, nói những cái sự đòi hỏi vô lý đối với đứa con của mình. Chúng ta tỏa ra năng lượng tiêu cực mà lại muốn con nhẹ nhàng vâng lời tích cực là viễn tưởng. Chúng ta tỏa ra cái năng lượng đầy tiêu cực mà lại đòi con mình tỏa ra năng lượng đầy tích cực không bao giờ có. Các bạn thử dùng cái năng lượng tiêu cực đó các bạn bơm vào ông chồng mình đi. Bơm vào đồng nghiệp mình đi xem nó phản ứng lại như thế nào. Nó sẽ bơm ngược lại một năng lượng tiêu cực y như thế. Thì đây mới là luật hấp dẫn chứ. Thì đây mới là nhân quả chứ. Mình gieo cái nhân tiêu cực
Một lời nói của mình là một lời nói đúng nha, nhưng lời nói đúng trên nền tảng tiêu cực thì nó vẫn cứ bơm ra tiêu cực. Thì mình sẽ đón nhận những năng lượng tương tự nó đổ về mình. Thì mình đừng có than phiền tại sao con mình không tự giác nha. Đó. Rồi, đây là một cái bức hình mà chúng tôi vẫn hay thường xuyên chúng tôi in ở bãi giữ xe hoặc là ở cái cổng. Đây là cái bức hình mà chúng tôi hay in ở cổng trường hoặc ở bãi giữ xe để nhắc phụ huynh đấy, nhắc phụ huynh này. Trưởng thành là gì? Là để con tự đánh răng, tự soạn đồ, tự mặc đồ, tự mang dép, tự đeo cặp. Ỷ lại là gì? Đánh răng giúp con, soạn đồ giúp con, mặc đồ giúp con, mang dép giúp con, mang cặp sách giúp con. Sự tự tin, tự lập của con sẽ bị thui chột từ những việc nhỏ nhất vì cha mẹ luôn làm hộ con. Con đã biết đeo cặp, hãy để con tự đeo. Con đã biết đi, hãy để con tự đi đến trường, đừng dắt tay. Con không nên mang theo đồ chơi đến lớp. Đó. Nên chúng ta tách bạch nữa. Bản chất làm sao chúng ta tách bạch được cái điều này? Đơn giản, nhân quả thế mà. Chúng ta gieo cái nhân này, chúng ta gặt quả gì, chúng ta biết. Và những cái hiện tượng này nó xảy ra đầy trong đời sống, mình quan sát, mình ghi lại thôi. Nha. Yeah. Rồi. Để cha mẹ trưởng thành thì mới dạy con được trưởng thành, thì bản thân phụ huynh phải học, hiểu và hành thật kỹ tam giác nhân cách. Ba yếu tố cốt lõi của nhân cách con người, phụ huynh phải nắm thật chắc: trí tuệ, đạo đức và nghị lực là gì và nó vận hành như thế nào. Thì ngày hôm nay tôi sẽ không chia sẻ cái chủ đề này vì đây là một chủ đề 2 ngày nằm trong lớp đánh thức ý nghĩa cuộc đời. Học sáng đến tối 2 ngày tức là 6 buổi. Sắp tối tới thì tôi hy vọng là khoảng 1 tháng nữa, nếu Covid hết thì nó mới có lớp. Còn nếu Covid không hết thì chúng ta sẽ chịu khó học online nha. Học online thì chúng tôi đang thiết kế lại thành 15-16 buổi lận, để cho các bạn có học phải có hiểu, hiểu phải hành. Thì cái thằng hiểu và thằng hành này này, nó kéo dài thời gian. Còn học thuần lý thuyết thì 2 ngày đủ rồi. Nhưng nắm lý thuyết là mới được 10%, 90% nó phải nằm ở chữ hiểu và hành. Nha, thì đây là 3 cái yếu tố rất là quan trọng thì phụ huynh phải nắm nha. Rồi. Và trong cái cột trí tuệ, trong cái cột đạo đức, 2 cái yếu tố nền tảng này này, đạo đức, trí tuệ, nghị lực này, thì trí tuệ và đạo đức là chiếm hết 2 phần rồi, 2/3 đấy. Thì có một loại tư duy mà nó chi phối được 2 phần này, nó gọi là tư duy nhân quả, nền tảng của trí tuệ và đạo đức. Nó là cánh cửa mở ra mọi vấn đề trong cuộc sống. Đây là một cánh cửa mở ra mọi vấn đề trong đời sống nha. À. Thì đây, đây là cái bộ sách. Đây là cái bộ sách Gieo hạt cùng vĩ nhân. Đây là phiên bản cũ nha. Sang năm 2021 chúng tôi có cái phiên bản mới. Chúng tôi có cái phiên bản mới. À, đây thì tôi mở ra cho các anh chị xem cái phiên bản mới. Đây, đây là cái phiên bản mới. 30 tập Gieo hạt cùng vĩ nhân phiên bản mới 2021 nha. 10 tập sống tử tế và bộ thẻ chơi nhân quả, dễ, trung bình và khó. Có đường link chi tiết đây, gnh.vn/gieo hạt. Có những cái cải tiến đó, thành chia thành 10 bộ. Tập 1 đến 10, tập 10 đến 20 và tập 20 đến tập 30. Nó chia thành 2 phần rất rõ. Phần thứ nhất là phần vĩ nhân. Những câu chuyện ý nghĩa, nội dung dễ hiểu, đúc kết rõ ràng, nhân quả trong phân tích vĩ nhân. Nha, sâu sắc và có bộ câu hỏi tư duy. Còn phần nhân quả, phân tích sâu về nhân quả từ hành vi, từ các hành vi thực tế trong đời sống này, tư duy đa chiều để tìm giải pháp này. Ý thức việc gì thiện nên làm, việc gì không thiện nên bỏ. Tự đưa ra lời hứa với bản thân. Người đọc tương tác bằng cách trả lời các câu hỏi tư duy. Và chúng ta có thể sau khi đọc xong 1-2 cuốn, chúng ta lấy bộ thẻ ra, chúng ta chơi chung với nhau.
chúng ta lấy bộ thẻ ra chúng ta chơi chung với nhau. À, đây, chúng ta lấy bộ thẻ chơi cả ông bà, ba mẹ, con cái chơi chung. Hai gia đình, ba gia đình chơi chung được luôn. 10 người chơi một lúc vẫn được. Bộ thẻ này là rất hay. Sắp tới sẽ làm cái chương trình này kỹ lưỡng cho các anh chị hình dung nha. Đó. Còn đây là bộ 10 cái quyển sách sống tử tế. Thì 10 quyển sống tử tế này cũng trên nền tảng phân tích các tấm gương xưa, các tích truyện hay và cũng phân tích nhân quả sâu. Trung thực, tha thứ, trí tuệ, mạnh mẽ, nhân ái, chấp nhận, cống hiến, khiêm nhường, hiếu thảo và bạn tốt. Đó. 10 tập. Rồi khi các anh chị đọc, các anh chị chơi game rồi, thì tôi vẫn lo, chúng tôi là ekip vẫn lo là các anh chị không có duy trì được thành thói quen. Thì chúng tôi có những cái chương trình để giúp các anh chị duy trì thành thói quen. Đó là chương trình online giờ đọc hạnh phúc. Đó, đây là chương trình online. Đường link đây nha, các anh chị vào đó đăng ký. Gắn kết gia đình nhiều hơn, phát triển khả năng tự học tốt hơn và tuyệt chiêu rèn tư duy đa chiều. À, tư duy đa chiều. Đó. Thì nó có sẵn những cái chương trình, các anh chị cứ chịu khó kết nối. À.